Đây là két sắt mili nhập khẩu mang thương hiệu của Alphibao và có model là 45PL. Két sắt có màu vàng chanh, được bảo mật 2 cấp, đó là dấu vân tay và mã số điện tử. Ngoài ra có cả trang bị cả chìa khóa để mở két sắt khi hết pin hoặc là quên mật khẩu. Két sắt có chiều cao là 45cm, chiều ngang là 39cm và chiều sâu là 32cm và có khối lượng là 26kg. Với két sắt này, bạn có thể mở két sắt bằng bấm số điện tử hoặc là dấu vân tay. Nội thất của két sắt được chia làm hai ngăn, có thể để vừa hồ sơ giấy tờ và tài liệu. 45BL thì đang được bán với giá khuyến mại là 4.750.000 đồng. Két sắt được bảo hành 24 tháng và được giao hàng vận chuyển miễn phí trên toàn quốc. Két sắt này thường được sử dụng cho gia đình, đặc biệt là để trong tủ hoặc là để đầu giường của các căn hộ biệt thự hoặc là các căn chung cư cao cấp.